Đây là cái ống phi 114 để thoát phân này các bạn. Đây phần ở dưới đó mà trời, thằng phía trên xài phễu thoát phân này. Điều này đi xuống dưới thì cái này mình nói rồi, cấp nước hay thoát nước thật ra phân cũng là nước thôi đó. Thì chúng ta phải thông hơi cho nó đâu mà. Đây các bạn thấy cái phi 114 này, bây giờ mình sẽ leo xuống, leo xuống và đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên trên cái tầng trên á, lên trên tầng trên để cho các bạn xem. Cái ống 114 đó thì chúng ta cũng phải thông hơi cho nó, để cho nó khi mà xả nước bồn cầu á thì nước sẽ xuống mạnh nhất. Đây. Đây là cái ống 114 hồi nãy các bạn, thấy không? Đi tới đây á thì nó giảm còn 34. Đây. Ống 334. Tại sao tự nhiên từ TT 114 giảm còn 34? Ống 34 này á là ống thông hơi các bạn. Đó, ống hơi này vượt máy đi lên, đi lên cao tới máy trên kia luôn. À, như vậy là bồn cầu phi 114 cũng phải có ống thông hơi. Ok.